Chào mọi người, mình là Nguyễn Thị Hiền, mình ở Thường Tín, Hà Nội. Hôm nay mình đến đây là để điều trị bệnh giãn mắc mạch ở vùng mặt. Ngày trước hồi nhỏ ấy, mình từ lúc bé thì mình đã bị cái gọi là cái bệnh giãn mắc mạch ở trên má rồi, trên mặt rồi, thì là cũng có những mạch máu thì là nổi lên, thì ví dụ như là rời lóng này, lắng này, cứ ra lắng là nó cũng đỏ bừng hết cả mặt lên. Ví dụ có một tiếp xúc một chút bia rượu, cà phê thôi là nó cũng đỏ ửng mặt lên. Thì hồi bé mình cũng không để tâm đến đâu, mình cũng mặc kệ. Nhưng mà đến khi lớn thì là thấy mọi người cũng hỏi ấy, đi đâu mọi người cũng hỏi là sao cứ mặt cứ đỏ bừng lên. Thì là mình cũng ngại lắm, mình mất tự tin lắm. Cái đây từ năm ngoái mình có biết đến cái điều trị này, thì mình có đến một cơ sở để điều trị rồi, nhưng mà cũng 3 lần nhưng mà không, cũng đỡ ít lắm, không đáng kể. Thì là mình cũng có biết đến cái cơ sở này gọi là cơ sở Ohio. Thì mình cũng đến rồi mình thăm khám. Thì từ ngày mình đi điều trị đây thì đỡ hẳn luôn, đỡ trông thấy. Mình cũng có hỏi chồng, cũng có hỏi con là thì mình hỏi chồng là thế anh có cảm nhận thấy của em là đỡ không? Thì chồng mình bảo là đỡ trông thấy. Nhưng mà nói thật sự không ngờ là lại có hiệu quả như thế. Mà điều mà làm mình ưng nhất ấy là nhân viên ở đây thực sự là rất là hòa đồng và thân thiện. Họ tốt tính lắm. Với cả chuyên gia thì nạp đến nơi đến chốn, không như mọi cơ sở khác. Thực ra mình là phụ nữ thì mình cũng có đi làm đẹp, cũng có tiếp xúc với nhiều người rồi, thì mình cũng biết, mình cũng cảm nhận được cái sự chuyên cần, với cả cái sự mà người ta đối xử mình là như nào là mình biết mà. Có những nơi là họ thu tiền xong là thôi, thì mình đến thì họ cũng chỉ tiếp bình thường thôi, nhưng mà ở đây thì ưng lắm. Nói chung là đặt niềm tin đúng chỗ. Mình cũng có một điều mà chân thành muốn nói, muốn gửi đến mọi người là bây giờ kiểu các bạn phụ nữ mà thì bao giờ muốn đẹp thì cái khuôn mặt là cái nơi mà bao giờ mình muốn đẹp nhất. Đi tiếp xúc với mọi người thì để muốn được tự tin ấy, thì là nếu mà có một cái ví dụ như mắc bệnh như mình, ví dụ gọi là bệnh giãn mắc mạch ấy, thì lên đến ở cơ sở uy tín nhất là Ohio để điều trị. Theo mình là như vậy, vì mình cũng đi một số nơi rồi thì mình cảm nhận như thế. Mình cảm nhận thế nào thì mình nói với mọi người như vậy. Vì đi nhiều chỗ, nhiều khi lại mất tiền, nhưng mà lại không được ưng ý, lại mất thời gian đi lại rất là mệt mỏi. Thì cùng là phụ nữ với nhau thì mình cũng muốn khuyên mọi người như vậy thôi.